Hãy coi chừng, một số thói quen tưởng chừng như vô hại có thể khiến bạn tăng cân, chẳng hạn như không uống đủ nước. Đôi khi bạn thậm chí chẳng thấy đói lắm mà chỉ thấy khát. Các nghiên cứu cho thấy chúng ta có xu hướng nhầm lẫn giữa đói và khát. Đó là lý do tại sao chúng ta thường ăn cái gì đó thay vì uống nước. Uống 2 ly nước trước bữa ăn sẽ khiến bạn tiêu thụ ít calo hơn và cung cấp nước cho cơ thể. Nếu lúc nào bạn cũng trễ giờ thì có nghĩa là bạn thường bị căng thẳng. Chắc hẳn bạn đã biết cảm giác căng cứng khủng khiếp lớn dần lên trong lồng ngực khi nhìn đồng hồ tích tắc. Trong lúc đó bạn vẫn bị kẹt cứng trên đường và cả 15 phút rồi mà vẫn chẳng nhích nổi một phân. Tuyệt vời! Khi cảm thấy như vậy, cơ thể bạn sẽ sản sinh ra các hormone căng thẳng. Sau khi các hormone này đi vào máu, tất cả những gì bạn muốn sẽ là đi tìm sự dễ chịu ở thức ăn. Thông thường đó sẽ là thức ăn có đường hoặc đồ ăn vặt mà bạn sẽ tránh trong các tình huống khác. Căng thẳng về việc sắp phải đi làm vào ngày thứ hai cũng thuộc loại này. Mạng xã hội. Con người ngày càng nghiện mạng xã hội hơn bao giờ hết. Thật không may, điều này dẫn đến việc ăn vặt ngày càng khuya. Chúng sẽ rất hấp dẫn sau khi bạn lướt newsfeed cả vài tiếng đồng hồ. Khi nói chuyện điện thoại, rất ít người đứng dậy khỏi ghế. Điều này cộng với 40 giờ một tuần ngồi trong văn phòng. Và bạn sẽ hiểu tại sao ngày nay chuyện giảm cân lại khó như lên trời. Các công việc yêu cầu ngồi nhiều sẽ khiến chúng ta đốt cháy ít calo hơn so với các công việc cách đây 50 năm. Hãy thử làm việc ở bàn đứng hoặc đi bộ 2 phút mỗi giờ khi bạn ở văn phòng nhé. Trang phục đi làm, vâng, cả mẹo đó nữa. Các nghiên cứu cho thấy mọi người có xu hướng đi thêm gần 500 bước mỗi ngày khi họ mặc denim hoặc các kiểu quần áo thoải mái. Khi bạn lên đồ trải chuốt, giày cao gót, giày công sở, quần áo công sở, bạn thường sẽ không đi bộ thêm trong hoặc sau giờ làm việc. Ngay cả việc lấy giỏ hàng thay vì xe đẩy cũng có thể khiến bạn tăng cân. Khi cầm một giỏ hàng nặng đựng đồ tạp hóa, bạn sẽ nhanh cảm thấy mệt hoặc cáu kỉnh. Như thế có lẽ bạn sẽ tìm đến các giải pháp nhanh chóng giúp bạn thoải mái hơn như khoai tây chiên, bánh quy giòn hoặc sô-cô-la chẳng hạn. Bạn chọn uống sô-cô-la không đường, nhưng nó thường đi đôi với pizza, burger hoặc khoai tây chiên. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng mình sẽ giảm được calo khi uống soda không đường. Và họ đinh ninh rằng sẽ không sao nếu đãi bản thân một ít đồ ăn không lành mạnh. Có đúng vậy không? Nghiên cứu cho thấy khi bạn ăn đồ ngọt, cơ thể biết rằng nó sắp nạp calo và đường. Nhưng khi uống coca không đường, não của bạn sẽ hiểu lầm, nó vẫn mong đợi được bồi bổ. Não bắt đầu tìm kiếm lượng đường mà nó được hứa hẹn. Và điều này có thể khiến bạn thèm đồ ngọt và đồ ăn nhiều calo hơn nữa. Nước là lựa chọn an toàn nhất. Thăng tiến trong công việc, sinh nhật, đám cưới, dọn dẹp căn hộ của bạn, may quá. Một ngày thuận lợi ở văn phòng, chú chó của bạn học cách bắt tay. Nếu bạn luôn luôn ăn mừng mọi thứ với đồ ăn ngon, chà, bạn biết chuyện sắp xảy ra rồi đấy. Ngày nay, hầu hết mọi người đều vội vã, bận rộn, bị kẹt xe, muốn được chợp mắt sau giờ làm. Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì cũng hãy cố gắng không bỏ bữa. Khi đói, bạn có xu hướng ăn quá nhiều bởi vì lúc đó ý chí của bạn yếu đi. Hơn nữa, cơ thể của bạn được lập trình theo cách này. Nó luôn muốn sống sót nên bạn sẽ cảm thấy bị thôi thúc ăn nhiều hơn. Không may là chẳng đời nào bạn chịu ăn bông cải xanh khi bụng đang sôi cả. Ngoài ra, khi bạn bỏ bữa, quá trình trao đổi chất cũng bị chậm lại. Nếu điều này xảy ra, việc giảm cân thậm chí còn trở nên khó khăn hơn. Cơ thể bạn không biết khi nào nó sẽ lại được ăn. Vì vậy, nó sẽ giữ lại chất béo để bảo vệ bản thân và tiết kiệm thêm để sử dụng sau này. Bạn có thể mầm mầm các loại hạt, trái cây hoặc snack nhẹ lành mạnh để tránh toàn bộ những điều trên. Trì hoãn bữa ăn và ăn không đều đặn cũng khiến cơ thể bạn bị nhầm lẫn. Việc này khả năng cao sẽ dẫn đến sự thèm ăn và có thể bạn sẽ ăn nhiều pizza, burger và sô-cô-la hơn. Và không chỉ có đồ ăn vặt, ví dụ như bơ đậu phộng rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn sẽ dễ tăng cân nếu ăn quá nhiều do loại bơ này chứa nhiều calo. Bạn uống quá nhiều cà phê với sữa, đường và kem. Đó là những gì mà 2/3 người dân Mỹ thích cho thêm vào đồ uống của họ. Nhưng sự bổ sung này đồng nghĩa với nhiều calo hơn. Khi bạn đi thang máy, thay vì leo cầu thang, bạn đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để hoạt động thể chất. Bạn có thể áp dụng quy tắc nửa đĩa để cân bằng bữa ăn của mình. Quy tắc này nghĩa là một nửa đĩa của bạn phải luôn có trái cây và rau. Và đừng quên nước nhé. Lúc nào bạn cũng có sẵn đồ ăn ngọt và các loại snack yêu thích. Thôi nào, đâu có ai mạnh mẽ tới mức không ăn snack chứ.
Bạn thích xem các chương trình dạy nấu ăn với các đầu bếp chuyên nghiệp trên TV, nhưng phần lớn các công thức đó đều chứa nhiều calo hơn các món thông thường. Tốt nhất là chỉ nên xem người khác nấu ăn thôi. Theo dõi các chương trình vào lúc đêm muộn có thể khiến bạn tăng cân, và điều này vẫn xảy ra cho dù bạn có tập thể dục và ăn uống lành mạnh vào ban ngày. Người ngủ muộn thường ăn ít hơn vào buổi sáng, khiến họ ăn nhiều hơn vào buổi chiều và đêm. Bạn có thích dành thời gian dưới ánh đèn không? Có lẽ bạn cũng không tiếp xúc đủ với ánh nắng. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu tới cơ thể mà còn tới chế độ ăn uống của bạn. Việc thiếu ánh nắng sẽ dễ khuyến khích các tế bào của bạn tích tụ nhiều chất béo hơn. Vậy là bạn không được ngủ khi đang xem TV nếu muốn giảm cân. Ngoài ra, công tác điều chỉnh độ sáng cũng có ích ở đây. Cơ thể bạn phải mất một lúc để thông báo cho não rằng: "Ê, đằng ấy ơi, tớ no rồi." Bởi vậy mà người hít mùi thức ăn sẽ nhận được thông điệp này muộn hơn, và khả năng cao là họ sẽ ăn nhiều hơn mức mà cơ thể họ cần. Thực đơn ở nhà hàng thường có vẻ cực tốt cho sức khỏe, nhưng khi bạn gọi một món ăn nhẹ, điều này lại có thể thúc đẩy sự thèm ăn của bạn, và bạn có thể ăn nhiều hơn mức dự định. Thật tuyệt khi đi chơi với bạn bè, nhưng có một khái niệm mang tên hòa nhập đám đông, nghĩa là bạn sẽ cư xử khác đi khi có mặt người khác. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mọi người sẽ ăn nhiều hơn từ 30 đến 50% khi họ ở trong một nhóm. Như vậy không có nghĩa là bạn nên ngừng đi chơi với bạn bè của mình, chỉ cần chú ý hơn tới chuyện ăn uống khi ở cùng nhóm bạn thôi. Khi các bạn đến nhà hàng, hãy cố gọi món trước, như vậy bạn sẽ không rơi vào cái bẫy "cho tôi giống món của họ". Hài, tôi từng có lúc như vậy đấy. Khi bạn chọn các sản phẩm ít chất béo, nhiều khi chúng lại chứa hàm lượng carb và đường cao hơn thực phẩm thông thường, và đó không phải là thứ mà bạn cần khi muốn giảm cân. Chỉ vì bạn đã bắt mình tập luyện, không có nghĩa là bây giờ bạn có thể ăn uống thỏa thích đâu. Bạn sẽ phải chạy thêm nhiều km nữa để đốt cháy hết calo từ chiếc bánh phô mai thơm ngon ấy. Cố đừng bật điều hòa nhiệt độ khi bạn muốn giảm cân. Không, nghiêm túc đấy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ thoải mái khiến cơ thể bạn thư giãn. Nó không cần làm gì để hạ nhiệt hay giữ ấm. Đáng ngạc nhiên là mọi người cũng có xu hướng ăn nhiều đồ chiên rán hơn khi nhiệt độ trong phòng ở mức dễ chịu. Nếu bạn thích ăn tại bàn làm việc mà vẫn muốn giảm cân thì tôi có tin xấu cho bạn đây. Ví dụ như khi bạn vừa ăn trưa vừa làm một việc khác, hầu như bạn chẳng chú ý đến lượng thức ăn mà mình tiêu thụ. Và trước khi kịp nhận ra, bạn đã ăn nhiều hơn 50% so với mức bạn muốn hoặc thường ăn hàng ngày. Tập trung này. Nước ép trái cây và sinh tố có lợi cho sức khỏe, và chắc chắn đây là lựa chọn tốt hơn đồ ăn vặt. Nhưng các thức uống này cũng có chứa nhiều calo và đường. Khi xem thể thao, có lẽ bạn sẽ ngốn rất nhiều đồ ăn. Và tôi không chỉ nói về snack mà bạn nhấm nháp trong trận đấu, mà còn về thức ăn an ủi mà bạn có khả năng ăn nếu đội của bạn thua. Này, đội của tôi không bao giờ thua. Cũng không hẳn, làm sao tôi biết họ thắng hay thua chứ? Tôi còn đang bận ăn đây này. Sẽ chẳng ăn thua gì nếu thay vì các bữa ăn thả ga, bạn lại tận hưởng ăn xả láng cuối tuần. Có vẻ như 2 ngày cũng không tệ lắm so với 5 ngày còn lại khi bạn kiểm soát được những gì mình ăn. Nhưng việc chiêu đãi bản thân các thực phẩm giàu calo sẽ dễ dàng xóa đi mọi nỗ lực mà bạn đã thực hiện trong tuần. Nghiên cứu cho thấy nếu ngồi bên cạnh cửa sổ khi dùng bữa tại nhà hàng, khả năng cao bạn sẽ gọi các món ăn lành mạnh. Ngược lại so với khi bạn ngồi trong khu vực tối hơn, khi gọi món ở nhà hàng, trong hầu hết các trường hợp, món ăn sẽ chìm trong bể kem, bơ, dầu và đường. Nếu bạn đặc biệt gọi món nước sốt nhẹ ăn kèm, nó sẽ giúp bạn giảm một lượng calo lớn cho mỗi bữa ăn đấy. Bạn có chia đồ tráng miệng ra và chia sẻ nó với bạn của mình tại nhà hàng không? Vậy thì tốt hơn là bạn nên đưa ra quyết định này trước khi xem menu. Các nhà nghiên cứu nói rằng cơ thể gầy có mối liên hệ với ngôi nhà sạch sẽ. Gần đây họ đã phát hiện ra rằng bụi trong nhà chứa các loại hóa chất đặc biệt. Các hóa chất đó có thể làm thay đổi hormone và kích thích cơ thể bạn tích trữ lượng chất béo lớn hơn. Và chúng ta đừng quên sô-cô-la nhé, chỉ cần đừng ăn quá nhiều là được.